Chu Thanh Huyền, bạn gái Quang Hải và quá khứ vừa xấu lại nghèo bị crush phủ. Chu Thanh Huyền là một hot girl xinh đẹp trên mạng xã hội, hiện đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đồng thời được cư dân mạng biết đến với danh xưng bạn gái tin đồn của cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Vừa qua trên story Facebook, Chu Thanh Huyền đã đăng clip gây chú ý, khoảnh khắc ghi lại sự thay đổi của bạn gái Quang Hải ngày ấy bây giờ. Có thể thấy ở hình ảnh thời ô kìa, Thanh Huyền sở hữu gương mặt tròn trĩnh khá baby, hiện tại nàng quáp trong thon gọn cầm V-Line, các đường nét gương mặt cũng nét hơn nhiều. Đính kèm hình ảnh ngày ấy bây giờ, bạn gái Quang Hải thổ lộ, xưa bị crush từ chối vì vừa đen xấu lại còn nghèo, nay anh không quan tâm quá khứ của em. Tuy nhiên những dòng trạng thái này cũng chỉ là những chia sẻ đáng yêu của cô nàng mà thôi, cho dù là quá khứ hay hiện tại thì nhan sắc của cô nàng vẫn cực kỳ đỉnh. Trước khi lộ hiên hẹn hò với Quang Hải và được gọi là bạn gái tin đồn của nam cầu thủ suốt thời gian qua, thì cái tên Chu Thanh Huyền vốn đã được nhiều người chú ý sẵn trên mạng xã hội. Cô nàng sinh năm 1994 này sở hữu gương mặt xinh như búp bê, làn da trắng sứ cùng hình thể ba vòng cực chuẩn. Bởi thế không lạ gì khi Chu Thanh Huyền cũng nhanh chóng được liệt kê vào danh sách các hot girl có hàng chục nghìn lượt theo dõi dù không phải là người trong showbiz. Khoảng đầu tháng 4 năm 2021, dân tình bắt đầu soi ra được nhiều chi tiết trùng hợp đặt nghi vấn cô chính là bạn gái mới của Nguyễn Quang Hải sau thời gian dài chia tay tình cũ Huỳnh Anh. Điển hình như việc cả hai độ mũ đôi, check-in tại cùng một địa điểm, đánh gôn hay hashtag NCQTHH được nam cầu thủ thường xuyên sử dụng. Cũng từ đây, dù không ai chính thức lên tiếng xác nhận hay công khai, nhưng nhất cử nhất động của Chu Thanh Huyền đều trở thành chủ đề quan tâm bàn tán của dân mạng. Ai cũng dành lời khen cho tình tiên đồn của chân sút sinh năm 1997, bởi tuy lớn tuổi hơn bạn trai nhưng hot girl lại sở hữu nhan sắc vô cùng trẻ trung. Trên trang cá nhân của mình, Chu Thanh Huyền thường xuyên chia sẻ ảnh chăm chỉ tập luyện thể thao, không chỉ thích xem bóng đá mà còn thử sức ở những bộ môn nặng đô hơn như kickboxing, gym, yoga. Đây cũng là lý do giúp cô nàng duy trì được vóc dáng bốc lửa, thường xuyên tự tin diện những bộ bikini đốt mắt người xem và thường xuyên đăng ảnh check-in khắp nơi. Đến tháng 9 năm 2021, mạng xã hội lại được fan xôn xao trước thông tin Quang Hải âm thầm đánh dấu chủ quyền bằng việc về ra mắt gia đình nhà bạn gái. Cụ thể, cô em họ của Chu Thanh Huyền đã đăng tải một bức ảnh khoe cảnh đang ăn uống tại nhà, trong đó có sự xuất hiện của cả nam cầu thủ. Dù tình mới của anh chàng không đồng thời xuất hiện trong khung hình, nhưng tín hiệu này càng làm người hâm mộ có thêm niềm tin rằng cả hai đang bí mật hẹn hò. Tuy nhiên, sự nổi tiếng cũng mang đến cho hot girl một số rắc rối. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, Chu Thanh Huyền bất ngờ đăng bài cầu cứu. Bạn gái tin đồn của Quang Hải cho biết cô bị một số người lạ gửi tin nhắn, cuộc gọi dọa dẫm sẽ bôi nhọ danh dự, thậm chí còn liên lụy đến cả bố mẹ. Hiện người đẹp sinh năm 1994 đã lên gặp cơ quan chức năng để trình báo và nhờ làm rõ sự việc. Trước khi có tin đồn hẹn hò với Chu Thanh Huyền, có lẽ ai cũng biết Quang Hải từng có hai mối tình công khai là Nhật Lê và Huỳnh Anh. Thời điểm vẫn là bạn gái của nam cầu thủ, hai cô gái này liên tục được netizen đưa lên bàn cân để so sánh. Nhật Lê yêu Quang Hải từ thời điểm anh còn chưa nổi tiếng. Hậu chia tay, cô nàng này hiện đang là KOL trên mạng xã hội, có thu nhập khủng nhờ việc nhận quảng cáo. Trong khi đó, Huỳnh Anh xuất thân trong một gia đình có điều kiện ở Nha Trang, từng đi du học nước ngoài với học phí vô cùng khủng, bởi thế không lạ gì khi cô nàng sở hữu rất nhiều đồ hiệu.